Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ sáu ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau. Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến về tăng cường các giải pháp để thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, triển khai chương trình hành động của Chính phủ về ngoại giao kinh tế, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án cao tốc trong quý 1 và quý 2 năm nay. Xã Tiên Tiến, huyện Phù Cử về đích nông thôn mới kiểu mẫu về giáo dục. Giải pháp để hạn chế ùn tắc tại trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh. Sáng nay, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng chống ma túy. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Công an tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Năm 2022, Bộ Công an chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện xử lý hơn 26.000 vụ với hơn 40.000 đối tượng phạm tội về ma túy, triệt xóa 763 điểm, 72 tụ điểm phức tạp về ma túy. Công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy đã có nhiều chuyển biến, kết quả tích cực. Công tác tái hòa nhập cộng đồng và quản lý sau cai nghiện được nhiều địa phương quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ tìm kiếm việc làm, vay vốn sản xuất, ổn định cuộc sống, phòng chống tái nghiện. Tại Hưng Yên, phòng chống ma túy đã có nhiều chuyển biến tích cực. Về nhiệm vụ năm 2023, các bộ ngành cơ quan, đơn vị địa phương, nhất là cấp cơ sở dựa trên chức năng, quyền hạn nhiệm vụ, tổ chức lãnh đạo chỉ đạo và đấu tranh phòng chống ma túy ngay từ sớm, từ xa, từ cơ sở, tiếp tục ra soát sửa đổi bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ về công tác phòng chống và kiểm soát ma túy. Cấp ủy chính quyền, hệ thống chính trị địa phương làm tốt hơn nữa công tác quản lý động viên, tuyên truyền vận động, tạo sinh kế cho người dân. Những người không may nghiện ma túy để họ tránh xa ma túy, phòng ngừa hiệu quả tội phạm ma túy từ cơ sở và tập trung vào nhóm đối tượng có hành vi nguy cơ cao. Bộ Công an thực hiện tốt chức năng là cơ quan thường trực về phòng chống ma túy, tập trung đấu tranh triệt xóa các cơ sở, điểm tụ điểm phức tạp về ma túy, tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan, quản lý chặt chẽ người sử dụng trái phép chất ma túy, ngăn chặn để họ không trở thành người nghiện và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Chiều qua, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình hành động của Chính phủ về ngoại giao kinh tế. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Công tác ngoại giao kinh tế năm 2022 được triển khai quyết liệt, bài bản, hiệu quả, kịp thời chuyển trọng tâm từ ngoại giao phục vụ phòng chống dịch bệnh sang phục vụ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Tại Hưng Yên, các hoạt động đối ngoại luôn được quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả. Công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh đến với quốc tế được chú trọng thực hiện. Tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức doanh nghiệp nước ngoài tìm hiểu môi trường đầu tư tại Hưng Yên, triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư nước ngoài với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế trên tất cả các lĩnh vực. Trong năm nay, chương trình hành động của Chính phủ xác định hợp tác kinh tế là trọng tâm trong các hoạt động của lãnh đạo cấp cao để mạnh hỗ trợ xuất khẩu, đầu tư, du lịch, lao động, khoa học, công nghệ. Theo đó, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ tiếp tục chủ động, tích cực hội nhập và liên kết quốc tế, chú trọng tăng cường công tác nghiên cứu, tham mưu và đổi mới mạnh mẽ. Sáng nay, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị trực tuyến với 17 tỉnh, thành phố về tình hình triển khai thực hiện các dự án giao thông dự kiến khởi công trong năm 2023. Trong đó có dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội qua địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên. Năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương dự kiến sẽ khởi công 27 dự án, bao gồm 5 dự án quan trọng quốc gia, trong đó có dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Theo kế hoạch, 5 dự án quan trọng quốc gia sẽ được khởi công trong quý 2, trong đó đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội dự kiến khởi công vào tháng 6. Dự án này có 7 dự án thành phần, gồm 4 dự án thành phần xây lắp và 3 dự án giải phóng mặt bằng. Hiện mới phê duyệt được một dự án thành phần xây lắp 2.1 thuộc thành phố Hà Nội. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị thành phố Hà Nội và hai tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên chỉ đạo các chủ đầu tư tích cực phối hợp với các bộ ngành trung ương để nhanh công tác thẩm định, làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án. Đối với các dự án do một số tỉnh, thành phố được giao làm cơ quan chủ quản, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu tập trung giải phóng mặt bằng khu vực đất công, đất nông nghiệp để đảm bảo bàn giao ít nhất 70%
mặt bằng trước ngày 30 tháng 6 như các nghị quyết của chính phủ, đồng thời triển khai các khu tái định cư để giải phóng mặt bằng những khu vực đất ở, chuẩn bị đường công vụ tiếp cận hiện trường, rà soát mỏ vật liệu xây dựng để chủ động cung cấp ngay cho nhà thầu sau khi khởi công dự án. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản tham gia ý kiến đối với một số nội dung liên quan đến thiết kế dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Liên quan đến đề xuất điều chỉnh mặt cắt ngang cầu vượt sông từ 17,5m lên 24,5m để phục vụ cả các phương tiện xe máy và thô sơ, Bộ Giao thông Vận tải đánh giá vấn đề này là cơ bản phù hợp, tiết giảm được chi phí xây dựng do không phải xây dựng thêm đơn nguyên cầu độc lập để kết nối hai đường song hành, đồng thời tăng tính mỹ quan công trình, tạo thuận lợi về giao thông kết nối khu vực hai bên sông và đảm bảo khai thác đồng bộ, hiệu quả tuyến đường. Dự án đường vành đai 4 sẽ có 3 cầu vượt sông, gồm 2 cầu vượt sông Hồng là cầu Hồng Hà dài 5.023m và cầu Mễ Sở dài 2.674m, cầu Hoài Thượng vượt qua sông Đuống dài 990m. Bộ Giao thông Vận tải cũng cho biết dự án được thiết kế với 8 nút giao liên thông, trong đó tỉnh Hưng Yên có nút giao với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đồng thời thiết kế 8 nút tách nhập, tức nhánh lên xuống. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên sẽ có nút lên xuống đường Di sản Văn hóa Hưng Yên, đường tỉnh 385, đầu cầu Mễ Sở. Tuy nhiên cũng sẽ điều chỉnh các vị trí tách nhập nhánh lên xuống so với báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho phù hợp với thực tế và thỏa thuận với các địa phương, gồm 7 nút, trong đó có nút tách nhập với đường tỉnh 379, quốc lộ 5. Liên quan tới dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội qua địa bàn tỉnh Hưng Yên, hiểu rõ về chủ trương này, các hộ dân trên địa bàn huyện Yên Mỹ có đất nằm trong dự án đã đồng thuận nhường đất và sẵn sàng bàn giao mặt bằng để dự án được đẩy nhanh tiến độ. Dù đã sinh sống nhiều năm trên diện tích 300m², nhưng khi biết toàn bộ phần đất ở của gia đình nằm trong dự án đường vành đai 4, gia đình ông Nguyễn Phú Sinh đã đồng thuận và sẵn sàng di chuyển ra khu tái định cư để nhường đất cho dự án. Thu hồi đất, gia đình hoàn toàn vui vẻ, rất là đồng thuận, nhất trí. Chúng tôi không có, nếu có, tôi có thể hiến, không lấy lại cái gì để làm đường trường trạm, bởi vì coi như là tu đường đức chuông, những các công việc ý cần phải làm. Xã Đồng Than có 22 hectare đất của gần 180 hộ dân nằm trong dự án đường vành đai 4, trong đó có 0,5 hectare đất ở của 25 hộ. Do được tuyên truyền vận động và hiểu chủ trương mở rộng đường vành đai 4 nên các hộ dân đều đồng thuận nhất trí nhường đất cho dự án. Bởi vậy, dù chưa được nhận tiền bồi thường, các hộ đã chủ động di rời phần mộ và đề nghị kiểm kê hoa màu để di chuyển ra diện tích khác. Chúng tôi thành lập tiểu ban tuyên truyền cùng các ngành đoàn thể tới các hộ gia đình nằm trong dự án, từ đó sẽ tạo cái lan tỏa trong nhân dân. Ngay sau khi tổ chức họp dân tuyên truyền vận động về chủ trương chính sách dự án đường vành đai 4 qua xã Hoàn Long, dự án đã nhận được sự đồng thuận nhường 28 hectare diện tích đất nông nghiệp. Hiện tại đã kiểm đếm xong diện tích của 80 hộ gia đình. Giai đoạn 2, đến nay chúng tôi đã rà soát xong toàn bộ và dự kiến thì một vài ngày tới chúng tôi sẽ tổ chức họp dân và sau đó thì sẽ tiến hành cùng với ban quản lý để kiểm đếm và sẽ tiếp tục lên phương án. Dự án qua hai địa bàn xã Hoàn Long và Đồng Than có tổng diện tích trên 50 hectare. Hiện các địa phương đã kiểm đếm và lập phương án bồi thường hỗ trợ cho trên 230 hộ dân có diện tích đất nông nghiệp, trên 30 hộ có diện tích đất ở. Huyện Yên Mỹ đang đẩy nhanh tiến độ, ban hành thông báo thu hồi đất, lập phương án bồi thường, phê duyệt phương án hỗ trợ để tổ chức chi trả tiền cho nhân dân vào trung tuần tháng 5 tới. Theo kết quả đánh giá bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử tháng 2 năm 2023, tỉnh Hưng Yên đạt 55,02 điểm, xếp hạng 20 trên 63 tỉnh và thành phố trên cả nước. Theo đó, bộ chỉ số chỉ đạo điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp được thực hiện từ tháng 7 năm 2022 theo 5 tiêu chí, gồm tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến, tỷ lệ thanh toán trực tuyến, chỉ số công khai minh bạch, số hóa hồ sơ và tiến độ giải quyết hồ sơ. Kết quả các nhóm chỉ số thành phần của tỉnh Hưng Yên đạt được ở tiêu chí công khai minh bạch đạt 7,7 trên 18 điểm. Tiến độ giải quyết thủ tục hành chính đạt 18,4 trên 20 điểm, dịch vụ công trực tuyến đạt 7,4 trên 12 điểm, mức độ hài lòng đạt 12 trên 18 điểm. Trong tháng 2, trên cổng dịch vụ công của tỉnh tiếp nhận hơn 44.700 hồ sơ, đã hoàn thành và trả kết quả đúng hạn trên 43.000 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,6%.
một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh có tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đạt 100% và không có hồ sơ xử lý quá hạn như Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ. Dựa trên kết quả đánh giá các chỉ số và tiêu chí thành phần đã giúp các địa phương kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt nhu cầu của người dân doanh nghiệp, đồng thời tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong thực hiện thủ tục hành chính, trách nhiệm đến từng cơ quan, đơn vị, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động. Sau khi về đích nông thôn mới nâng cao năm 2021, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cử tiếp tục tập trung nguồn lực để phấn đấu về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Vừa qua, Tiên Tiến là một trong 4 xã của huyện Phù Cử về đích nông thôn mới kiểu mẫu với tiêu chí giáo dục. Hiện nay, toàn xã Tiên Tiến có khoảng 250 trẻ em trong độ tuổi từ 18 tháng tuổi đến 5 tuổi và đều đang gửi tại trường mầm non, tỷ lệ đạt 100%. Để có được niềm tin của phụ huynh khi gửi trẻ đến trường, thời gian qua, vấn đề an toàn thực phẩm luôn được trường mầm non xã Tiên Tiến coi trọng. Mỗi sáng, nhà trường và ban đại diện phụ huynh học sinh sẽ tiếp nhận thực phẩm, ký cam kết với công ty cung ứng thực phẩm phải đủ quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, có nguồn gốc rõ ràng. Nhà trường xây dựng bếp ăn một chiều, các đầu bếp phải đeo găng tay, khẩu trang trong suốt quá trình nấu ăn và không sử dụng thức ăn đã chế biến sẵn hoặc đồ ăn thừa từ ngày hôm trước. Chúng tôi thấy là các cháu ăn cái bữa ăn bán chú như thế này rất yên tâm, đấy yên tâm về vệ sinh, yên tâm về chất lượng. Hầu như các cháu được phát triển về cái thể chất rất là đầy đủ. Xây dựng thực đơn khẩu phần trên phần mềm dinh dưỡng để tính cái khẩu phần kilocalo này để đảm bảo các chất dinh dưỡng. Và nhà trường luôn thực hiện xây dựng khẩu phần ăn phong phú cho trẻ. Thời gian qua, trường Trung học cơ sở Tiên Tiến không ngừng đổi mới các phương pháp giáo dục, chú trọng giảng dạy những kỹ năng mềm vốn sống, khiến các em hứng thú đến trường, ham học hỏi, tỷ lệ học sinh đến trường đạt 100%. Đây là tiết học ngoại khóa dạy về giáo dục giới tính của lớp 9A, giúp các em được hiểu sâu hơn thế nào là tâm sinh lý tuổi dậy thì. Em hiểu thêm về sự phát triển cơ thể và sự phát triển tâm sinh lý ở từng lứa tuổi dậy thì. Từ đó em biết cách ứng xử phù hợp, đặc biệt giúp em tránh được các mối quan hệ không lành mạnh trong các cái tiết dạy các bộ môn sinh học, giáo dục công dân. Và trong giờ sinh hoạt lớp thì các cô lồng ghép về giáo dục các chủ đề giới tính cho các em. Đồng thời các cái buổi sinh hoạt tập thể thì sẽ cho các em chơi những cái trò chơi để nâng cao sức khỏe, đảm bảo phát triển bình thường. Định hướng giáo dục con người là cốt lõi để phát triển kinh tế xã hội địa phương. Nhiều năm nay, trong 3 cấp học của xã Tiên Tiến, mầm non, tiểu học và trung học cơ sở có tỷ lệ học sinh đến trường đạt 100%. Năm 2022, toàn xã có khoảng 230 trên 250 học sinh đỗ vào các trường cao đẳng đại học. Đặc biệt, xã đã đầu tư 80 tỷ đồng để cải tạo trường mầm non và trường trung học cơ sở Tiên Tiến. Đây là một trong những ngôi trường đẹp nhất huyện Phù Cử, đạt 3 trên 3 tiêu chí về giáo dục trong xây dựng nông thôn kiểu mẫu. Lợi thế của chúng tôi về giáo dục về cái cảnh quan, trường lớp, vị trí địa lý rất là đẹp, khang trang. Thế và cái cơ sở vật chất chúng tôi tìm mọi nguồn để đầu tư. Đến nay, xã Tiên Tiến đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí về nông thôn kiểu mẫu. 3 trên 4 thôn đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Diện mạo nông thôn ngày càng thay đổi, đời sống nhân dân được nâng cao. Qua công tác kiểm tra kết hợp với tuyên truyền, đến nay đã có 4 trong tổng số 30 cơ sở kinh doanh karaoke, dịch vụ massage, các phòng hát kết hợp với nhà ở trên địa bàn thị xã Mỹ Hào buộc phải ngừng kinh doanh do không đủ điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy. Cụ thể, cơ sở karaoke Tôm trên địa bàn phường Bần Yên Nhân, cơ sở kinh doanh karaoke khu ẩm thực Sen Hồ, phường Dị Sử, karaoke Hồng Phượng 2, phường Nhân Hòa và cơ sở kinh doanh karaoke Quỳnh Anh, cơ sở 2, phường Bình Đức. Các lỗi vi phạm chủ yếu chưa đảm bảo về phòng chống cháy nổ, các thiết bị trang bị cho việc chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, quy định tiêu lệnh về phòng cháy, hệ thống ống vòi bể nước, kỹ thuật vận hành chữa cháy, trong đó có cả lỗi về hệ thống chốt cửa và thang thoát hiểm với các nhà cao tầng chưa trang bị đầy đủ hoặc các thiết bị đã cũ kỹ hư hỏng, không còn đủ điều kiện phòng báo cháy. Công an thị xã Mỹ Hào đang tiếp tục kiểm tra tất cả các cơ sở kinh doanh có điều kiện như chợ, trung tâm thương mại, kinh doanh, tái chế phế liệu. Nếu phát hiện không đủ điều kiện sẽ kiên quyết yêu cầu sửa chữa bổ sung, thậm chí là thu hồi giấy phép hoạt động. Những ngày qua tại 3 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh luôn trong tình trạng ùn tắc
do lượng lớn xe đến xếp hàng dài cả cây số để chờ đăng kiểm. Để giải thoát cho việc tài xế phải ăn trực nằm chờ đến vài ngày tại đây, các trung tâm đăng kiểm đã có những giải pháp hữu hiệu để tránh ùn tắc kéo dài. Hai hôm nay, tại trung tâm đăng kiểm 8904D tại xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tình trạng xe xếp hàng dài chờ đợi đã giảm. Nhiều tài xế ngoài tỉnh như Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định đến Hưng Yên trong những ngày trước đều phải chờ đợi 2 đến 3 ngày mới được đăng kiểm. Nhưng hiện tại, các lái xe đều hài lòng với cách làm của trung tâm để chống ùn tắc và cảnh ăn trực nằm chờ để đăng kiểm tại các trung tâm đăng kiểm Hưng Yên. Cũng đi các chỗ ở Hà Nội nhưng không lấy tôi xuống đây, nhưng tôi thấy là xuống đây là văn minh. Là thứ nhất là họ xuất trình giấy tờ, đăng ký số và hẹn ngày. Như tôi giờ là hẹn là từ bắt đầu sáng thứ hai tới đi là đúng thứ năm là hôm nay hẹn là số đến 230 và tôi là số 203. Thời gian cách đây một tuần có sự ùn tắc kéo dài đến hàng cây số. Lãnh đạo của trung tâm thì thực thi những cái việc nó rất hợp lý cho anh em là có tem phiếu, đỡ phải chờ lâu, hẹn ngày, gọi điện ra là để đăng kiểm cho nó tiện và thuận tiện cho anh em. Là tôi thấy trung tâm làm việc thế là rất khoa học. Theo ghi nhận, tại trung tâm mỗi ngày có gần 1.000 người đăng ký đăng kiểm. Tuy nhiên, việc đăng kiểm tại trung tâm chỉ đáp ứng kiểm định xe được 50 đến 60 xe mỗi ngày. Do đó, việc các tài xế có thể đến đăng ký trực tiếp hoặc đăng ký qua online và nhận phiếu hẹn theo thứ tự và về chứ không phải chờ đợi như trước. Khi số thứ tự đến lượt chủ xe tương ứng trên phiếu thì được trung tâm gọi điện mang xe tới. Cho nên, việc mang xe đến xếp hàng chờ đăng kiểm đã giảm tải đáng kể. Chúng tôi áp dụng hình thức phát phiếu và đăng ký online để cho khách hàng đỡ phải chờ đợi ở đây. Khi đến số lần lượt thì chúng tôi sẽ liên hệ với cả chủ xe để chủ xe đến và chúng tôi làm trong ngày, không để tình trạng ùn ứ xếp hàng ngoài kia là ùn tắc giao thông ảnh hưởng đến giao thông. Với cách làm này đã giảm ùn tắc đáng kể với việc các tài xế không phải chờ đợi vài ngày xếp hàng như trước đây. Khi đến lượt chỉ mang xe đến để kiểm định. Theo dự báo của một số trung tâm đăng kiểm, nhu cầu kiểm định xe của người dân sẽ tăng cao trong thời gian tới. Nên việc bổ sung nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ đăng kiểm viên để đáp ứng nhu cầu đăng kiểm phương tiện là rất cần thiết và cấp bách trong thời điểm này. Trong khi thành phố Hưng Yên đang quyết liệt ra quân giải tỏa hành lang vỉa hè, thì tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố vẫn xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè để bày bán hàng quán, kinh doanh. Đáng nói ở một số địa phương vừa ra quân giải tỏa nhưng chỉ sau ít ngày thì tình trạng này lại ngang nhiên tái diễn. Cụ thể trên phố Sơn Nam, phố Trần Quang Khải, đường Đinh Điền, phường Lam Sơn, khu vực cổng trước và sau bệnh viện Hưng Hà, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường An Tảo, khu vực cổng bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, người dân bày bán hàng nước, quán ăn, dựng các biển quảng cáo san sát nhau, lấn chiếm gần hết phần vỉa hè dành cho người đi bộ. Dựng khung cột sắt kiên cố là nơi đỗ xe ô tô, thậm chí là cả giường làm chỗ nghỉ trên vỉa hè gây mất mỹ quan. Mặc dù chính quyền địa phương mới tiến hành giải tỏa nhưng tình trạng này lại tái diễn ngay sau vài ngày ra quân. Cụ thể như tại khu vực phường Lam Sơn, tổ chức giải tỏa phá rỡ mái tre, mái vẩy, hàng quán tạm trên địa bàn ngày 7 tháng 10 thì đến nay lại mọc lên hàng chục hàng quán ven đường. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên, sau đợt ra quân làm điểm vào ngày 4 tháng 3, đơn vị chức năng của thành phố duy trì thực hiện việc lập lại trật tự đô thị. Ủy ban Nhân dân phường, xã tiếp tục thực hiện giải tỏa vi phạm trên các tuyến đường phố còn lại trên địa bàn quản lý để lấy lại vỉa hè cho người đi bộ trên địa bàn thành phố. Việc tổ chức triển khai cần được thực hiện thường xuyên hơn, dứt điểm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không nên chỉ dừng lại ở hình thức. Qua thực trạng nêu trên có thể thấy, chính quyền tại một số phường ở thành phố Hưng Yên vẫn chưa thật sự coi trọng việc xử lý giải tỏa theo chỉ đạo của thành phố, đảm bảo thực chất, hiệu quả, khắc phục tình trạng bắt cóc bỏ đĩa, tái lấn chiếm vi phạm.